mua 1 thành 4 này, rồi mua 1 tặng 3, đó là mua 1 cái tặng 3 cái thì thành 4 cái luôn. Bánh trung thu mua 1 tặng 3, chính hiệu bông lúa vàng. Cái con số đó là người ta sẽ thay đổi. Mua 1 thành 4, không có một ai hỏi nhé. Mua 1 thành 4. Bán ế quá, anh ấy bảo quay hoài à. Ngồi bánh còn nhiều lắm. Bánh ế. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của mình, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Hôm nay thì mình không có đi ngoài đường lớn nữa, mà sẽ đi những cái con đường nhỏ ở sâu trong các cái khu cư dân. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ đi vào con đường Đội Cung để hướng về phía khu vực chợ Chim Xanh. Ngoài cái việc mà quay những cái tuyến đường lớn, những các cung đường nổi tiếng, thì mình cũng sẽ chia sẻ những cái hình ảnh ở những các cái xóm lao động nghèo, những các cái nơi mà có nhiều cư dân, có cái cuộc sống bình thường, không phải là những cái người quá là giàu có hay xuất sắc, không phải là nhà cao cửa rộng, mà những các cái dãy nhà lụp xụp, thậm chí là những cái nhà rất là nhỏ, hiện nay vẫn còn đang là gác gỗ nữa. Đây, chúng ta đang đi vào ngôi chợ Chim Xanh. Ngôi chợ này ngày xưa thì có tên, đầu tiên là không có tên, sau này thì người ta gọi theo cái lối vào ngày xưa ở phía bên tay trái này các bạn ạ, là ngoài đầu đường Bình Thới có một cái trường mẫu giáo, trường mầm non đó, có tên là Chim Xanh, thì người ta đặt tên theo cái ngôi chợ đó, đặt tên theo cái ngôi trường mẫu giáo đó. Thì sau này ngôi trường mẫu giáo đó không còn nữa, nhưng mà mọi người đã quen với tên gọi là Chim Xanh rồi. Thì chúng ta hướng đi thẳng này các bạn này, là sẽ ra tới con đường Bình Thới. Chợ ngày hôm nay thì cũng khá là vắng. Mọi người sau một cái kỳ nghỉ lễ cũng không có đi mua sắm gì nhiều. Vì trước lễ thì đã mua sắm ăn uống, thậm chí là đi chơi rồi, nên là chợ ngày thường thì nó vắng như vậy đó các bạn. Có nhiều những cái người còn không buôn bán. Đây các bạn, nếu mà chúng ta đi thẳng thì cái chỗ cái tòa nhà kế bên cái tòa nhà cao tầng này này, phía trước mặt thì ngày xưa là cái trường mẫu giáo mầm non Chim Xanh. Đây ở phía trước thì người dân cũng buôn bán nào là các cái sạp bán đồ tạp hóa, rồi bán nói chung là những các cái dụng cụ đồ dùng cho người dân sinh hoạt, vàng mã thùng xốp, vàng mã thùng xốp, nhang đèn. Rồi kế đó là những cái tiệm bán trái cây. Đây có một căn nhà đang phá dỡ đi để xây dựng mới. Đây, có máy xúc đào những cái phần đất đi. Đây, chợ đây các bạn này. Bà con, cô bác bán giày dép, trái dừa, trái gấc. Rồi, nếu mà lúc đông thì nhiều người còn họp chợ ở phía trước các cái cửa nhà này. Đây cũng khá đơn sơ, có một cô bày bán cam. Chợ hôm nay khá vắng. Mình đưa quý cô bác anh chị chúng ta đi bộ một vòng quanh chợ Chim Xanh. Lát xíu thì mình sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta đi qua cái khu chợ Thiếc, coi cảnh buôn bán
lúc này ra sao. Đây những người bán đồ nhựa này, rồi bán những các cái sạp bán đồ khô, bán gạo. Người đi chợ thì cũng không nhiều, lác đác thì có một vài người đi thôi. Chợ ngày hôm nay khá là thông thoáng. Đó. Bán bún, bán tạp hóa. Giờ mình đi về phía này, chị bán rau này. Chợ khá là vắng nhé. Bán bánh kẹo. Trăm ngàn ba bộ. Gian hàng bán đậu hũ, bánh trung thu 1 trứng 37.000, bánh chay 16.000, đẹo 16.000. Bánh trung thu ở chợ thì giá rẻ hơn so với bán ở những các cái sạp. Mưa trời. Cá. Trái cây. Tôm khô, khô sặc, rau củ quả, gạo. Rẻ nhất ở Sài Gòn bán tới 15.000 một ký. Đây, những người bán hàng rong này, bán súp cua, bán chè. Súp cua, chè. Rồi gần cái khu vực chợ đó các bạn là các cái ngôi nhà mặt tiền mà có vỉa hè thì cũng cho những người bán rau củ quả mướn để bán hàng buổi sáng. Đây những cái rau dưa, ông bảo rau muống, rau má, cam, xoài, chôm chôm. Nói chung chợ này là cái khu chợ nghèo, bán những các cái hàng không phải là hàng tuyển chọn thì ở đây mới có được giá rẻ. Nói chung là những cái gì mà được lọc ra đấy, mua với cái giá rẻ thì được các cái tiểu thương ở những cái ngôi chợ nhỏ này bán cho những lao động nghèo. Đây các bạn nhìn này, một cái căn nhà mặt tiền nhưng mà gác gỗ, trên lợp tôn, ở phía trước là những cái tấm vải đá rách cũ. Cái khu này là khu nhà nghèo của quận 11. Đây có tiệm bán vịt quay này, heo quay, vịt quay. Dạ. Rồi. Sao phơi nắng? Tại vì chợ bán không ai mua. Dạ. Đồ đem ra phơi nắng. Lên đâu anh? Dạ, lúc này đi tỉnh anh ơi. Và lúc này em đi tỉnh. Dạ có, mới đi về anh ạ. Có, nhưng mà mấy hôm nay nghỉ anh ạ. Vâng. Dạ. À, em cảm ơn. Mấy anh cũng biết mình hỏi thăm hay là có đi tỉnh hay không, để phát cơm như thế nào. Ồ đây, bánh mì. Xe bánh mì. Các loại trái cây nhỏ nhỏ thôi.
chợ thấy buồn quá các bạn ạ. Chung là sau cái kỳ nghỉ lễ thường là bà con đi mua sắm trước lễ cỡ khoảng 1-2 ngày. Sau kỳ nghỉ lễ bây giờ các cháu lại đi học nữa, nên là có thể là chỉ mua những các cái đồ thông thường thôi. Còn mua sắm mà sung ở chợ thì thường là rơi vào những cái ngày cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật hoặc là ngày lễ. Hồi nãy thì có cô nói là cá thì đem ra phơi nắng, trái cây cũng phơi nắng luôn. Rồi, xin chào. Tạp hóa này không thấy ai mua. Vắng quá. Vắng quá. Thỉnh thoảng có người dừng xe lại chợ. Em hát bài đi. Em hát bài đi. Trời, rau. Sao đơn sơ thế gì? Sao đơn sơ thế à? Chỉ có vậy thôi à? Bán hết rồi á. Dạ dạ. Về 81 đội cung. Dạ. Chưa bán hết rồi. Quay á là phải đóng thế đi nha, quay là đóng thế rồi đó. Dạ. Đóng nhiêu ạ? Một cục bánh hay là một miếng khoai mì gì đó. Bánh khoai mì, bánh in. Mình đồng hành của mình là ủng hộ. Thôi giới thiệu chị Việt Kiều được không? Lấy rượu lấy chồng Việt Kiều. Đây bánh ở đây là từ 8.000 một con, 30.000. Bán cơm mẹ. Dạ. Và chừng nào các cô không còn thời gian nói chuyện mới có khách. Dạ. Đây cũng có một số sạp này các bạn nhìn này. Sạp để trống luôn. Rồi. Giờ bán hết rồi gì nữa cô? Vậy mà sáng giờ chịu quay sớm rồi có một tập nè. Vâng. Giờ mới bán. Cảm ơn cô. Quần áo. Đồ đây anh ơi. Dạ. Dạ. Chà. Còn bên bên cuối này được không? Loại bánh flan. Đây mình sẽ qua đây để coi mua rau á. Lấy rau má nhỏ người đẹp. Má nhỏ có, má nhỏ kia. Là bán nào đó, nhiêu tiền ký ra? 20 thôi. Dạ. Tính 20 ký thôi nha. Thôi lấy 10 ngàn, lấy nửa ký á. Vậy. Đây có hai loại. Dạ, Sài Gòn ngày nay ạ. Có hai loại má đây các bạn. Đây là má lớn này. Má lớn thì lá bự chà bá luôn này. Đó. Còn má nhỏ thì cái lá nó vậy thôi này. Cái lá nhỏ thì nó nhỏ hơn này. Lá rau má nhỏ thì ăn nó ngon hơn. Dạ. Hay coi lắm á. Dạ dạ. Và chờ em lấy tiền. Dạ rồi, cho em gọi. Có cái cô kia đâu rồi? Đây. Trời, bây giờ này tuyển thêm Tuyển thêm một người.
hai ông bà chủ chợ rau đây. À, cà tím này, mướp này, các bạn nhìn này. À, mướp này. Dạ. À, cà tím để nướng mỡ hành này, nhìn ngon chưa? Cái này rau gì ta nhỉ? Đó, rau xà lách son Đà Lạt. À. Cà bí, cà chua. Bí ngô đó. Với 15 là ăn nhiêu? 32. 32. Mình không biết tính. Tính là ăn ra. Rồi các loại bánh này. Rồi đồ chay. Giờ mình sẽ tiếp tục đi ra cái con hẻm này. Ở gần hẻm thì các bà các cô đi chợ thì đi bộ, mang nón đi bộ. Cạo gió rác hơi massage từ 15 giờ đến 22 giờ. Đây, những cái nhà có cây khế phía trước này. Nhà may. À, hầu hết ở đây nhà chật nên là mọi người đun nấu các thứ, làm việc nhặt rau thì làm ở ngoài phía mặt trước của ngôi nhà, còn bỏ vào trong đấy các bạn nhìn này, để xe đồ dùng bếp nấu ăn vì nhà rất là chật. Thưa cô bác anh chị, bây giờ thì Tuấn Dương sẽ đi về phía khu vực bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5. Đây đang là con đường quân sự này. Ở trong những cái con hẻm này thì người dân cũng buôn bán nhỏ, thu mua phế liệu, chủ yếu là làm những các cái công việc nó ít tiền hơn là những cái ngôi nhà ở mặt đường lớn, hoặc là ở đây người ta có thể làm những cái xưởng sản xuất, bãi giữ xe. Nói chung là buôn bán nhỏ lẻ. Ví dụ như đây các bạn nhìn này, những cái xe đẩy bán hàng rong này, rồi hoặc là bán các cái quầy mà bán nước ngọt, nước giải khát. Đây người ta đang chở mấy cái bàn này. Đây chúng ta sẽ ra con đường Lãnh Đình Thăng. Không biết hôm nay ở đây có cái gì để múa mày quay cuồng. Bán họ cũng khá là đầu tư khi mà thuê cả cái đội múa lân, múa rồng về. Còn bên này các cái tiệm bánh, bánh Trung Thu Kinh Đô này, mua một thành bốn, Đồng Khánh Kinh Đô bán. Các bạn quan sát thử xem có ai mua không nhá. Nguyên một cái dãy này này, tới cả mấy chục cái tủ kính, không có ai mua cả. Đang ghi là mua một thành bốn, là mua một cái thành bốn cái đó. Mua một hộp thì chắc là tặng thêm bốn cái. Ở đây người bán hàng họ cũng lựu đạn lắm các bạn, chứ không phải là họ để theo cái kiểu mập mờ giá rẻ. Đây, bánh Trung Thu Kinh Đô
mua 1 thành 4 này, rồi mua 1 tặng 3, đó là mua 1 cái tặng 3 cái thì thành 4 cái luôn. Bánh trung thu mua 1 tặng 3, chính hiệu bông lúa vàng. Cái con số đó là người ta sẽ thay đổi. Rồi, mua 1 tặng 3 bánh trung thu Như Lan Kinh Đô. Không có thấy người mua mấy. Ở đây mua 1 thành 4 này. Đây, có một chiếc xe máy dựng lại, có người đang hỏi. Mua 1 thành 4. Rồi, tiếp tục đây các bạn. Mua 1 thành 4. Không có một ai hỏi nhé. Mua 1 thành 4. Bán ế quá, anh ấy bảo quay hoài à. Ngồi bánh còn nhiều lắm. Bánh ế. Cô bác nào đi mua bánh ế thì lúc này đang là cái thời điểm thích hợp này. Khuyến mại đặc biệt, mua 1 hộp tặng 1 hộp. Thưa các bạn, đây là những cái hình ảnh mà hóa vàng của người Hoa này. Người ta để trong một cái lồng đó, sau đó người ta bỏ những cái vàng mã vào trong một cái lồng, rồi người ta đốt để cho cái giấy nó bay không có lung tung đó, và có một cái que bằng sắt đó, kiểu hóa vàng của người Hoa đó. Ví dụ như là thay vì giảm giá 50% thì người ta sẽ nói là ví dụ như mua 1 thành 2, tức là mua 1 cái tặng 1, mua 1 tặng 1. Nhưng mà nhìn mua 1 nó không ép phê thì mua 1 tặng 2, hoặc là mua 1 tức là cái số 1 của họ đấy cũng đầy ẩn ý. Ví dụ như mua 1 hộp tặng thêm 4 cái thì cũng vẫn là mua 1 tặng 1. Ý là mua 1 hộp tặng 1 hộp, nhưng mà cái 1 hộp kia thì họ nói thành là tặng 4 cái, và để cái biển là mua 1 tặng 4. Hôm nay là ngày các cháu học sinh đi học các bạn ạ. Đây, các cháu học sinh đang trên đường đi học về này. Hôm nay là ngày tựu trường, ngày khai giảng. Đấy, khi mà đây, những người bán kem bông, bán trong chóng. Đấy, các phụ huynh đi đón con đấy. Đúng. Phụ huynh đi đón con em mình đi học về đó. Có nhiều cháu học sinh tiểu học hôm nay mới bắt đầu đi học cái buổi đầu tiên là đi tự trường đó, nên là cần có cha mẹ đưa đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào con đường Tà Uyên, ngày xưa là có tên là Tôn Thọ Tường. Mình sẽ đưa cô chú anh chị chúng ta đi về phía khu chợ Thiếp, sau đó chúng ta sẽ đến chợ Rẫy. Đây, mình sẽ quẹo trái. Vào con đường Trần Quý.
nhiều các cái quán cà phê các bạn ơi bây giờ cũng đóng cửa nghỉ, không có kinh doanh. Mọi người cứ nghĩ là kinh doanh cà phê là hốt bạc, nhưng mà nhiều tiệm cà phê mở ra thì bây giờ lại phải đóng cửa lại. Đây, gần tới khu chợ Thiếc này, những người bán hàng rong, bánh ướt, bánh cuốn, bán gạo, rồi bán tạp hóa. Rồi, cô bác anh chị. Đây chúng ta tới trước mặt đang là khu chợ Thiếc rồi. Ngày xưa đó thì mọi người lấn chiếm vỉa hè lề đường để buôn bán, bây giờ thì chợ đã dẹp khá là thông thoáng. Những cái người ngồi bên ngoài đó là lúc này không còn ngồi nữa, cái đường này là trả lại cho người dân đi. Nhà sư thì mua vàng mã. Đó, vàng mã. Đấy, khúc này bán vàng mã này, các cái lồng đèn, thuyền tùm lum tà la luôn. Bên đây nữa. Đây ngay góc ngã tư đây đang là đường Phó Cơ Điều này, các cái tiệm vàng này các bạn cũng mở ra thôi nhưng mà không phải lúc nào cũng có khách mua. Ở đây là góc Trần Quý cắt với Phó Cơ Điều. Đây chúng ta sẽ quẹo trái vào con đường Nguyễn Chí Thanh. Con phố này thì khúc này chuyên bán những các cái loại bàn thờ, đèn trang trí. Hôm nay thì các cái bệnh viện cũng sẽ đông bệnh nhân. Sau một cái kỳ nghỉ lễ thường là người dân sẽ lên thành phố để khám chữa bệnh. Mình sẽ quẹo trái đi vào đường Phạm Hữu Chí.
con đại đường Phạm Hữu Chí phía bên sau của bệnh viện Chợ Rẫy thì nhà dân nằm ở phía bên tay phải, bên tay trái là cái hàng rào của bệnh viện. Sau ngày nghỉ lễ thì cuộc sống đã trở lại bình thường, đường xá bắt đầu đông đúc hơn. Tới đây thì Tuấn Dương xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Hiện Nay để xem nhiều video mới của Tuấn Dương, chia sẻ những cái hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Người dân đang xếp hàng đợi lấy cơm chay.